sắp nghỉ hè rồi mà giờ không biết chơi trò gì với bạn luôn á. Cái gì vậy Ben? Em còn nhỏ mà sao ngày nào anh cũng thấy em than vậy Ben? Tại vì bây giờ em đang nghĩ là mình chơi cái trò gì với bạn trong mùa hè để nó hay hay á, chơi nó vui á. À vậy có nghĩa như là mùa hè tới rồi. Dạ. Mình phải nghĩ ra trò mới để chơi với bạn đúng không? Đúng rồi. Giờ Ben thử nói cho Ngọc Trai biết là những cái yêu cầu của Ben về một trò chơi mới là phải có cái gì? Thứ nhất đó là cái trò đó phải chạy tới chạy lui, em không muốn ngồi chỗ. À vậy là trò chơi vận động đúng không? Đúng xác. Và cái thứ hai á là em muốn là chơi một mình cũng được, hoặc là đuổi với bạn chơi cũng được. Ví dụ như là hôm nay á là em chơi mình, cái xong qua hôm sau em đuổi một người bạn chơi, qua ngày mốt á là em đuổi thêm 4-5 người chơi cũng được, xong rồi qua ngày hôm sau nữa cái mấy bạn bọn em chơi mình vẫn được luôn. Ben à, hả? Ở đời á đừng đòi hỏi quá, đòi hỏi chỉ như Ben là có nước chơi với dế, đợi cái gì đâu mà nó rắc rối vậy em. Trời ơi, em mới đưa ra có 2 yêu cầu mà anh bắt em chơi với dế rồi. Khó quá vậy Bường. Phải thêm cái nữa mới đủ. Còn nữa? Thì đúng rồi, cái yêu cầu cuối cùng á là cái trò này phải mới. Mới ra mắt á thì càng tốt và phải độc đáo. Nhưng mà cứ chơi mấy trò cũ chơi đi chơi lại là cũng chán á. Trời. Ê Ben, công nhận là yêu cầu của em khó thật đó nha. Cái kiểu này á thì anh nói thiệt là 10 anh Ngọc Trai với anh nữa còn không thể nào mà chiều ý được Ben đâu. Tại vì á, yêu cầu của Ben khó quá, không có thể nào mà là đáp ứng được. Thiệt con. Anh đang lại nhiều nữa hả? Cái đó đó. Thật mà, anh nắc mắt đúng bài đúng không? Đây là con quay lốc xoáy Ninja Go anh vừa được tặng. Nhưng mà hiện tại bây giờ là anh vẫn chưa biết cách chơi của nó. Em có muốn cùng anh tìm hiểu về con quay lắp xoáy này không? Tất nhiên là có rồi. Nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nha. Ê, nhưng mà trước khi tìm hiểu, cho em coi này, hay lắm. Anh được tặng không nhiều hết á. Có 6 con à, đúng không? 6 con luôn? Ừ, cho các bạn thấy trước một cái hộp của một con trên cái hộp đây. Ninjago. Đó. Đẹp chưa? Đây. Để anh cho em coi 5 ninja còn lại. Tha hồ, chà, nhiều lắm cho nên là anh phải đi ra ngoài anh lấy mới được. Đây. Xếp lại giùm anh nha, Bep. Đó, xếp lại. Chúng ta có 6 con quay tương ứng với lại 6 ninja cũng như là 6 tuyệt chiêu của họ. Wow. Đó. Đây nè. Để phía trước đi, để phía trước đi, tại vì nó hơi bị khó đứng tí xíu. Thấy không? Đó. Cái này màu đỏ nè. Rồi, đi bên đây nè. Cái này màu xanh nè. Đó, đi bên đây nè. Còn một cam nữa. À đây. Đây. Đó. Sáu con quay tượng trưng cho 6 ninja đó. Như vậy thì anh hướng dẫn cho em cái cách chơi đi. Bây giờ em khoan. Cái gì cũng vậy, từ từ đã. Trước khi mà mình chơi trò chơi, mình phải tìm hiểu mình đang chơi cái gì chứ, đúng không? Đó, cao thủ lốc xoáy loài quyền năng xanh lá. Đó. Nào. Tiếp theo, vòng xoay rực lửa của cao thủ lốc xoáy cao. Nếu như mà em nhớ không lầm á thì hình như cái con quay này là xoáy nước vô tận của cô gái ninja duy nhất trong nhóm không ạ? Để coi coi. Nia. Đúng rồi. Chính xác luôn. Nhưng mà khi nhắc tới Nia không thể mà quên nhắc tới anh chàng bước nhảy sấm sét. Rồi. Đây nè. Đó. Jay. Còn một cao thủ nữa. À, một con cao thủ đó là cao thủ lốc xoáy khô với khả năng khiến cho đất đá bổ nhào luôn. Đấy, khô đây. Và cuối cùng không thể nào quên được, đó chính là cơn lốc băng giá của Jen. Đây. Đó, mỗi con quay đều có một cách chơi khác nhau. Chỉ cần có một mặt phẳng bất kỳ như là lòng bàn tay, sàn nhà, hoặc là một cái bề mặt phẳng nào đó, nó cong chút xíu cũng được, uốn lượn xíu cũng được, để chi tạo cái độ khó giống như là lớp xe này hay là đường dốc. Tha hồ sáng tạo luôn em ơi. Như vậy là cái trò này em có thể thi đấu với mấy bạn đúng không anh? Được chứ. Em và các bạn thích nhân vật nào á thì cứ mua con quay tương ứng với nhân vật đó rồi thi đấu với nhau thôi, không? Chúng ta sẽ thi đấu để thử thức là con quay của ai đẹp nhất nè, quay lâu nhất, hoặc là biểu diễn ấn tượng nhất là được rồi. Nếu như mà anh nói mà có thể chơi
ở bất cứ nơi nào chỉ còn có mặt phẳng thôi, vậy là em có thể đem đi cùng với gia đình được đúng không? Đúng. Ba với mẹ có không cho đi chăng nữa em cũng có phải lén đem được mà đúng không? Tại nó nhỏ xíu mà, né có né, thấy không? Bỏ vô túi. À, đâu ai biết được đâu. À, nhỏ gọn. Và để cho các em có một cái nhìn rõ ràng hơn về cái trò chơi hấp dẫn này, mình tạo sàn đấu đi bé. Giờ em chọn ai? Bây giờ em chọn Jen đi. Rồi. Em chọn Jen. Phải không? Rồi vậy thì anh chọn loài. Đó. Rồi. Anh thích màu xanh lá. Xanh lá là màu của hy vọng. Rồi, tạm thời để cái Ninjago của chúng ta dưới đây. Rồi. Bây giờ mình khoan. Mình phải chọn. Đây. Cái này là cái mục tiêu. À, mục tiêu mình bắn vô đó. Oh. Bây giờ đây đó là đây. Rồi. Đầu tiên chúng ta hãy thi xem con quay nào quay lâu nhất trên cái mặt bảng này. Quay lâu nhất hả? Đúng vậy. Rồi, bây giờ mình chơi ngồi đi. Chứ giờ mình chơi đứng mình cứ thế nó dễ hơn á. Bây giờ mình chơi phải khó hơn chút xíu. Nó giỏi ghê ta. Nó giỏi ghê. Được. Thích thì sao chiều bên cái đó luôn. Vậy 1 2 3 đúng không? 1. Bây giờ xem ai quay lâu nhất đúng không? Đúng rồi, mà phải tồn tại trên cái mặt bàn này nha. Rồi. Rớt khỏi mặt bàn là coi như thua cuộc nha. Rồi, được luôn, chịu luôn. Rồi, 1, 2, 3. Ui, ui. Trời ơi. Trời ơi. Vẫn còn quay. Sao đâu mới rớt. Thôi rồi, bây giờ hiệp 1 là em thua anh. Mình qua không? Hiệp 2. Hiệp 2 là chúng ta phải tấn công mục tiêu. Tấn công mục tiêu. Hiểu không? Bằng cách nào cũng được, miễn làm sao mà làm cho mục tiêu rớt xuống. Rớt xuống. Giờ là chúng ta có một mục tiêu thôi. Thấy không? Mình chơi 2 lần. Để coi mình có thắng được không. Mà cái này là mình phải đứng xa xa ra chứ em. Không, mình phải vậy nè. Đó. Rồi em muốn chơi sao tùy em. Thẳng cũng được, ngang cũng được, hay úp luôn cũng được, hay là sao cũng được tùy. Miễn sao mà rớt được mục tiêu thôi. Đúng không? Bây giờ tới lượt em đúng không? Nhưng mà là mình bắt đầu từ đây nha. Coi như là đây là cái mức đi. Nè, cái mức là từ đây. Chứ mắt công em để như vậy là dính luôn rồi, còn gì nữa đúng không? Nè. Từ đây. Từ đây đúng không? 3, 2, 1, bắt đầu. Trời ơi, quá tí xíu rồi. Khu gì bắp. Nói nè. Thôi nhìn cho khác đi. Tại vì nhìn anh bị hồi hộp, anh làm được đó. Nhìn cho khác. Cái giờ anh vậy á, nhìn chỗ khác đi, có câu là không được nữa, nhìn chỗ khác đi. Ôi trời, chơi kì, không biết nhìn chỗ khác thì anh mới làm. Ôi giờ đang chơi bò nãy các bạn các em đang làm trọng tài rồi, anh đâu có ăn gian được đúng bây không? Giờ các bạn nhìn anh cũng chơi được đâu. Không, nhưng mà các bạn nhìn qua màn hình nó khác, em nhìn trực tiếp anh khó chịu lắm đúng không? Nhìn chỗ khác đi, có các bạn làm trọng tài em nói gì. Trời, chơi kì, không có kỳ gì thiệt, nhìn chỗ khác đi. Trời, chiều anh luôn. Ừ, nè. Anh không ăn gian mà, khổ ghê vậy đó. Lớn mà nó cứ nghĩ mình ăn gian không à. Các bạn làm xin cho bạn nha. Ừ, nói chung là các bạn an tâm mà lo gì. Anh nhìn chỗ khác đi. Chuẩn bị nha, đó là 1. Em nhìn chỗ khác, không làm được. 1, 2, 3. Liếc thôi à. Quay đi. Quay chỗ khác. Yeah. Rớt rồi. Ồ, bây giờ em không chứng kiến sao em biết được. Các bạn chứng kiến rồi, đất mới em chứng kiến thấy không? Miễn sao em rớt được rồi. Không biết. Cái trò thứ hai là anh cũng thắng luôn. Đó, xong. Được. Nếu như mà các em muốn chơi những cái trò chơi hấp dẫn như là anh Ngọc Trai và Ben vừa mới chờ nãy đó, thì còn chơi gì nữa, hãy chạy nhanh ra các cửa hàng My Kingdom để lựa cho mình một con quay ưng ý nhất. Đấu nè. Rồi, bây giờ chạy đấu đúng không? Bây giờ đó là ai tồn tại trên cái mặt bàn này lâu nhất, giống như là cái trò đầu tiên mình chơi á, sẽ thắng. Rồi, chơi luôn. Bạn thích đấu tự do nha. Nè. Em chính thức được xác nhận mình là cùng bắp chưa? Rồi.